Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Dạy Nghề Nhật Tân. Hôm nay lớp nấu ăn sẽ đãi chúng ta món gì đây? Hôm nay là mình sẽ cô sẽ tạo cái không khí nhẹ nhàng cho bốn bạn. Bốn bạn thì nó cũng chẳng đâu quá. Thì hôm nay là mình sẽ cái món gà hấp lá chanh. Nghe nó đơn giản nhưng mà rất là cầu kỳ nha. Thì hôm nay là cô sẽ chia ra hai nhóm. Một nhóm sẽ làm nửa con gà nha. Thì là gà hấp lá chanh thì cô chỉ nói nguyên liệu, tôi kêu em tự ướp tự làm nha. Ở đây là nguyên liệu của nó là gồm có nè: hành tây, hành tím và lá chanh. Và chanh này thì lát để mình làm nước chanh, nước trắng nha. Và ở đây là tỏi băm và hành tím băm và gia vị thông thường, đường, bột ngọt, hạt nêm, tiêu nha. Thì trước tiên mình sẽ ướp cái con gà này cho nó thấm. Ví dụ như mình có thời gian thì mình ướp khoảng 30 phút nha. 30 phút thì cho nó thấm gia vị vô. Thì ở đây mình ướp là sẽ là đường, bột ngọt, hạt nêm và tiêu ha. Và tỏi băm, hành tím băm. Rồi thì bây giờ cô sẽ cho hai đội, mỗi đội là một nữ và một nam. Mình sẽ chia thành hai, một bên thì sẽ là nửa con gà. Và khi mà mình hấp thì mình bắt nước sôi lên rồi mình cho lá chanh và hành tím vào dập vào cái nước đó, rồi mình để nước gà mình sẽ hấp cách thủy nha. Còn ví dụ như ở nhà mình, ví dụ như mình cần lấy nước để mà mình có thể là mình luộc mình làm cháo luôn á, hoặc là ăn gỏi luôn á, vẫn có lá chanh được nha. Thì mình sẽ loại bỏ cái phần lá chanh này vô nước nha. Mình chỉ luộc mình là trực tiếp để mình lấy, nhưng mà phải bắt buộc phải có hành tím và cái hành lá này vô để cho nó thơm nha. Rồi bây giờ các bạn tự tay làm đi và chia ra. Bây giờ chia đều phải không? Cái phần lòng thì khỏi phần chia đều như chị, tại vì nó phải có nhiêu mới thôi, mình phải chia đều. Hai bắt bộ đi. Bắt bộ. Thắng khi hấp thì mình sẽ cho các bạn hấp chung một cái xửng. Mà khi mà làm ra hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ thôi cái lạnh của hai. Bật lửa lên nha. Nhiều nhớ nghe, hồi em sẽ hỏi đó. Cái mình sẽ hạn chế số phần gừng nghe chị. Mình là cái phần hấp cho nên mình hạn chế phần gừng lại đi. Vì cái ngọt là mình cần lòng thật sự của nó. Một muỗng bột ngọt. Hạt nêm. Em thấy cô chia một nam một nữ sao hồi hai chị lại bắt với nhau. Cái hành tây này thì mình sẽ chừa một ít lạng lát nữa mình sẽ trang trí vô trong cái dĩa ha. Cái dĩa mà mình khi mà gà mình chín hoàn chỉnh rồi đó, mình sẽ cắt một ít muối ngao và mình cắt tỉa làm sao cho nó đẹp để mình trang trí trên cái dĩa của mình. Sắp vòng 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 quanh cái dĩa thôi. Mình sẽ kèm theo một ít lát ớt mình chia lên cho nó dễ hấp dẫn nha. Lá chanh thì mình sắc càng mỏng càng mịn càng nhuyễn thì ngon nha, càng ngon nha. Nhuyễn thì nhuyễn. Chanh ngon đẹp nha, ngon mướt. Đâu có sắc lá chanh nước đâu em. Bây giờ lá chanh này mình sẽ cho vào nó thông cái nồi nước nè ha. Và hành tây và hành tím thì mình cho vô nồi nước luôn. Mình chỉ ướp phần gia vị một ít vậy, tỏi, hành tím đó. Cái đó mình sẽ cho vô nồi nước luôn đi chị. Và thời gian hả? Cái có cái nồi nước để mình hấp nha. 30 phút chưa chị? Đợi mình đợi nước sôi lên đó con. Đợi nước sôi lên không hay là còn đợi nước sôi lên cho lá chanh và cho hành tím đập dập vào nước. Hành lá chanh con gà này nhiều tiêu quá thì ta cái đen đen. Thế là cái chảo mình chuẩn bị để hấp hả cô? Đúng rồi em, chuẩn bị để chảo hấp. Thì cái chảo hấp mình chuẩn bị là để vô nhi quý. Để vô nồi nước. Nước sôi mình để hành tím đập dập và lá chanh sắc nhuyễn. Cho tạo mùi thơm. Rồi. Để xả được không? Nó bán cái lá chanh. Trước mắt các
bạn là cái chảo thật to mà các bạn hậu khuyên chuẩn bị để hấp gà. Bỏ vào chảo nước sôi gồm hành tây, hành tím và một ít lá chanh sắc nhuyễn. Nửa nửa con để sao là của ai? Nửa con để sao là của ai? Mình đã chín gà rồi, mình xé gà ra. Ủa sao hôm kia rồi đấy? Gà để chung mà. Mấy kia lần kia ra được rồi. Cái tay sắt sao mà xếp sao mà nó cho nó có vết lửa mà không kéo tay. Ít cái thằng nó lồng vào đây nè. Chắc ớt thì chắc chanh rồi. Sợi lá chanh nè thì cứ lấy sợi này làm thôi. Sắc nhuyễn thì sợi chỉ rồi giữ dằn ha. Ý là nó là nó kia thì chỉ xếp theo vòng tròn. Có ăn chanh hả cô Phụng? Dạ có chị, đường, bột ngọt, muối tiêu, bỡ ớt, lá chanh sắc mịn. Nhớ không? Đường, bột ngọt, muối tiêu, ớt và lá chanh, chanh để vô đó rồi khi nào mình ăn mình mới vặn nó vô. Sắc cái lá chanh nha cô. Lá chanh mình vặn vô. Cái lá chanh sao? Lá chanh cũng được mà vỏ chanh cũng được. Chị sắc mỏng luôn, chỉ là 4-5 miếng gì đó. Trang trí cho nó dễ.
sắc không cần cũng có. Bông ớt nó hoàn hảo luôn, hoàn hảo ý tưởng của con mà không biết đẹp hay không. Một phần này hai phần? Bốn phần, tổng là bốn. Sắp cái này lên luôn đi, trên luôn này. Rồi lao cái gì, cái xung quanh cái dĩa lại cho nó đẹp. Món gà hấp lá chanh cũng đã hoàn thành. Các bạn học viên trang trí trông thật là bắt mắt. Video của mình cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.